Cái gì? Bò khai? Ừ, bò khai. Sao lại thế? Sao Bò gọi như khai thế? bò ơi. Eo thế mà ăn á? Xin chào các bạn, đây là homestay Sơn Thủy, nơi bọn mình ở. Bọn mình đến đây vào khoảng 4 giờ chiều, sau khi cất đồ thì đi bắt cá luôn để kịp chuẩn bị mang ra đồng Lâm ăn tối. Yeah, được rồi, được rồi. Đâu có phải là anh không biết bắt đâu. Mà đi bây giờ vứt xuống. Anh vứt xuống anh bắt lại được ạ. Chúng ta lên. Thôi, theo anh thì không nên vứt mà nó để ở đây này. Thì nó phòng này không bắt được. Nhưng mà thế có ấy không? Có sợ hư cá không? Kể ra ai xuống tham gia được thì tốt nhỉ? Em. Ui, nó bị nhảy xuống rồi, nó bị nhảy xuống rồi. Tiến xuống tham gia đi. Nhưng mà có mỗi một cái vợt anh ạ. À, con chiếc to này, anh sẽ bắt con chiếc to này. Đây này, con to lắm. Thế tóm lại, cái chuyến đi này anh hiểu là... Sao đi, xong đi. Ba người được quay hiểu này. Cho em. Chú thị. Sao tí nó để anh quay cho bọn này cảnh đi hai sau rừng. Tí anh Hiếu một tay cầm ba cái máy quay. Yến ơi, nó trong cái khe này này. Yến ơi, ngực ngự ân cầm nâng lên thì nhìn dáng nó đẹp bắt cán. Em bảo rồi, em đi đâu cũng là cây tấu hài mà. Cá ơi, đi đi cá ơi. Đấy, con to này Yến ơi. Vâng, phải lùa nó ra mà. Mẹ sao đi kia rồi? Đây, 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 vào. Em bắt tay chưa? Em lùa tay vào. Em ở bắt. Nó chạy dưới lên kìa. Không phải, đây này. Đây này, nó xông lên rồi. Anh ở bên đấy, anh không biết. Đây, bắt đầu. Đó, đó, đấy này, nó trong bụi này. Ờ, nó đang trong bụi đấy. Đấy, nhìn ra. Anh dịch thật đó. Từ. Em sợ nó luôn, nó chân. Đấy, em nhìn thấy chưa? Từ, nó đang chạy này. Lên! To thế! Đấy! Tao bảo nó bắt con này này! Thế thì thả con kia xuống rồi anh! Ừ, thả con kia xuống, ăn con này! Đây! Con này vàng nhẫy chưa? Khỏe thế! To thế! Này, có khi thấy gì ăn chỉ ăn cá với lại... Thịt! Bọn mình vừa bắt cá xong và bây giờ thì bọn mình sẽ đi ra hái dâu các bạn ạ! Xung quanh bọn mình là một... khu vườn. Uầy, rộng luôn. Định là có thể là cắm trại ở đây, cắm dựng lều ở đây cũng được. Nhưng mà thôi, hôm nay trời hơi mưa, bọn mình sẽ quyết định là ở trong homestay cho yên ấm. Đây các chị đang hái rau nhá. Nhìn ở trong máy của em là tất cả đều một màu xanh chị ạ, không phân biệt được rau gì với rau gì. Dạ. Đây là rau diếp cá. Dấp cá. Ở núi gọi là dấp cá, còn ở chỗ mình thì gọi là diếp cá. Trồng cái lá to to gọi là diếp cá. Dạ vâng. Dấp cá. Thế còn cái bên cạnh cái mấy cây màu xanh xanh nhỏ nhỏ à? Đây là cây cỏ kim. Cỏ kim thì thường nó ăn kèm với cái gì hả chị? Hay như rau sống bình thường à? Cái này ở chỗ thì không ăn. Nó chỉ là mọc cỏ mọc thôi. Đấy ạ. Nhìn cũng ngon phết ạ. Nhìn thì mướt thì đẹp lắm. Vâng. Ăn cao điểm nhất đây là chị. Ở đây thì thường là mùa cao điểm nhất là chắc là từ tầm tháng 4 đến tháng 7 đấy, tại vì lúc đấy nó có nước. Nên lá này chỉ ăn được ngọn thôi ạ? Ờ, cái này chị ăn được. Mình sẽ nấu kiểu gì hả chị? Nấu canh. Nấu canh. Ngọn á. Ê mà tối nay bọn em ăn nướng. Dạ vâng, em nhất định phải thử. Cái rau này nhà chị có nhiều lắm. Thực ra dạ. Ở đây bây giờ không có mấy đâu, người ta đi rồi. Người ta phải đi rừng. Còn đây nhà chị kiểu như từ ngày xưa nên là bố mẹ chị vườn mình có nên là cứ để lại. Dạ. Nên mới có để của mình đi hái như này thôi. Còn không cứ phải đi vào rừng sâu mới có. Cái cây này không trồng được hay là kiểu bố... Trồng nó không biết bao giờ lớn. Có khi những cái cây này có nhiều tuổi hơn bọn chị rồi. Thật à? Uầy,
mà nhìn nó kiểu bé bé thôi, không cao. Vâng. Đấy, cái cây này nó không phát triển nhanh như những cái cây khác mà mình bảo trồng nó dễ. Vâng. Nên là rất khó trồng. Đây, như ở đây cũng có cái rau này này, rau này gọi là rau bầu khai đây. À, nhưng mà hôm qua bố chị vừa hái hết rồi. Vâng. Đây nên hôm nay nó có ít. Ờ, nó phải tốt hơn lại ra đến đây một tí nữa bắt đầu là ăn nó mới ngon. Dạ. Vừa được nhiều rau mà nó vừa ngon. Rau này xào mì tôm rất ngon. Đấy cái rau bỏ khai đấy, nhưng mà có thể là có người ăn không quen thì cái mùi vị của nó hơi hơi khác. Em cứ phải thử em mới biết được. Ăn ngon. Dạ vâng. Dạ. Lên trên xong xuống là tha tấn đất. Gieo em nặng hết rồi, toàn đất thôi. Thấy chưa, thấy chưa? Tấn đất. Đây là gọi là rau dớn. Rau dớn, à cái này cho em có nhá. Cái này không lạ lắm đâu. Không phải rau lạ. Dạ vâng, cái này thì em từng ăn rồi. Cho nên ngon. Vâng, ăn nó hơi kiểu giòn giòn. Làm nô, xào mì tôm, đào khói. Xào mì măng, vầu cũng ngon. Vâng. Ăn gì cũng ngon. Rau rừng thì nó dễ chế biến được nhiều. Rau má chấm tương. Hai rau này thì cháu đều ăn được. Còn cái rau rau không, cái rau kia là bò khai đấy. Còn cái rau đấy là cháu chưa thử ăn bao giờ thì cháu thấy lạ, muốn thử. Vâng. Đây là rau bò khai á. Ăn mì tôm. Dạ. Nhà do đám không quen. Sao mấy thịt bò bọc. Bò mì tôm. Mì tôm. Em vừa hỏi thì chị bảo là anh nhà chị hay ăn rau này ăn sống. Các anh có dám ăn sống không? Cùng em. Được. Anh. Thử xem nào. Ăn sống nhá. Ăn được, người ta ăn được mình ăn được. Nhưng mà nó cảm giác là hơi chua chua. Chua chua. Nhưng mà nó nhợ nhợ đó. Dạ. Yeah. Ngon. Kiểu nó bình thường. Bình thường. Ok và bây giờ thì mình sẽ thử cái lá này. Ôi ngon thế mọi người ơi. Ngon. Không, nó bình thường, mình làm quá đấy. Lạ, siêu lạ luôn. Nó mình nghĩ mình không hợp lắm nếu mà ăn sống. Thôi nói chung là cũng rau ăn được, còn vị thì mình không quen lắm, lần đầu cũng lạ. Chua chua chị ạ. Nhợ nhợ. Chua chua nhợ nhợ. Chị cũng không ăn sống. Dạ. Có anh thì chị là anh thì chị hay ăn sống. Ăn cả cái quặng của nó. Dạ. Thôi em thử hai lá là được rồi. Em gửi. Quá trình làm lên thành quả. Con không làm cái gì đến găng tay đâu nhé. Bên trên mình để đường ạ? Con không làm được. Mình cho đường vào đây để nấu. Nhưng mà nó chưa tan hết được. Nhưng mà lúc ban đầu là mình chưa đặt vào đúng không chị? Chưa. Lúc mình phải sôi cái này chín kỹ xong bắt đầu mình cho đường. À. Đường ngon quá.
rồi, cho lên hình rồi nhá. Con ngại không? Cái độ mốc của con quá cao. Cái đỗ này là mình đỗ xanh. Đây là mỡ lợn à? Dạ. À? Bình thường nhà em ở quê nhà em thì sẽ làm bằng mỡ lợn thì nó thơm. Không mỡ lợn. Nhưng mà nhiều người sợ. Có thấm được con dao không? Dao ở bên trong. Cháu ăn thì nó khá là giống bánh dợ. Bác biết bánh dợ không? Cháu thấy vị nó khá là giống. Chỉ là cái này là bí đỏ, tê bí đỏ và có màu vàng. Thế không? À. Nó như nếu mà ấy ra là đúng là nó như bánh dợ thật. Thế nhưng mà nơi này nó thêm cái bí đỏ của mình vào. Nó thêm cái màu nó lạ. Thế là cái còn nó vẫn là một gạo nếp mà. Bởi vì mình cái bánh dợm nó cũng là cái một gạo nếp rồi. Cái bánh dợm thì làm mềm hơn. Cái này kể cả mình làm mềm như bánh dợm cũng được. Nó hơi dính hơn. Vẫn ngon. Nó đứa này nó mới lên một hai lốt. Không cần cho nhiều đâu. Lên một hai lốt nó uống ngay thì chẳng ấy nữa đâu. Chẳng không, lên mà chẳng uống. Tắm cái là nó ấy. Đứa này lên nhiều nó tắm cái nó còn đỡ luôn. Cũng là đúng. Ăn đi. Ui giời ơi. Một miếng. Cái miếng này còn cái chảo. Cái này là nhà mình là phải vẫn phải có gạo vào nữa chứ ạ. Một gạo. Một gạo nếp. Trộn đấy lại bí đỏ kia. Tí nữa bỏ làm cho chảy miệng làm bí đỏ luôn. Sao đâu ạ? Bán tí mỡ không sao cả. Bán không vấn đề gì. Đây là những đầu bếp rất chuyên nghiệp. Nói thật là em không biết thịt gà, cũng không biết chặt gà. Cũng chưa bao giờ luộc gà luôn. Không, tại vì à, em ngày xưa đến lúc mình lấy chồng thì biết mình thế nào là nấu cơm. Đấy ạ. À? Em kiểu con út trong nhà ấy à? Nó cũng may tạo, nó không đánh ngắt. Cái măng của nó nguyên rừng nhá. Nhiều ngày xưa người ta còn phải mang về để thả ngâm nước suối để cho nó chảy hết cái vị đắng đi. Dạ. Đắng thì em ăn được nhưng không ăn được nhiều. Không, cái này không đắng, cái dạ. Này gọi là hơi hơi. Vâng. Thiếu đâu anh kia? Những cái đắng thì thường nó sẽ kiểu thuốc đắng dã tật. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên để lại cho mình một like video, một subscribe kênh nhá. Và trong tập tiếp theo thì hãy cùng mình tìm hiểu về địa lý, văn hóa, lịch sử Việt Nam thông qua một mini game với ba nhân vật khách mời. Anh trả lời. Để anh có đồng ý là nhờ anh Hiếu không? Anh nhờ. Xin giới thiệu với bạn, đấy là đỉnh Ngũ Chỉ Sơn mình vừa leo về xong. Sai luôn. Anh. Ngũ Hành Sơn. Chính xác. Đỉnh Ngũ Chỉ Sơn đâu cũng là năm đỉnh không? Hành anh ạ, kim mộc thủy hỏa thổ là phải hành chứ. Vui quá.